Nam nữ cọ cọ thấy phê phê. Nguyên nhân của cơn phê này là do chúng ta có xúc giác, cơ quan cảm giác có diện tích lớn nhất trên cơ thể. Nhờ có xúc giác mà chúng ta có thể biết được đâu là nơi an toàn và đâu là nơi nguy hiểm. Trên mỗi cm vuông da thì có khoảng 12 cơ quan cảm nhận nóng, hơn 100 cơ quan cảm giác lạnh, 25 cơ quan cảm giác của xúc giác. Đến đây thì đố các bạn, trên cơ thể thì đâu là nơi có xúc giác nhạy cảm nhất? Và người bị bỏng thì còn có xúc giác hay là không? Càng tìm hiểu sâu vào cơ thể con người thì mình cảm thấy chúng ta như là một kỳ quan của tạo hóa. Mọi thứ đều hoàn hảo đến đáng ngạc nhiên, thừa và thiếu rất đúng chỗ. Ngoại trừ cái răng này. Tương tự như Amber Heard thì chúng ta chỉ hoàn hảo khi sống trong môi trường hoàn hảo. Thức dậy trên chiếc giường đầy cứt thì làm sao mà hảo được? Song song với những bước tiến lớn của nhân loại thì môi trường sống của chúng ta ngày một bất lợi cho cơ thể sinh học của con người. Ngày một nóng hơn, lạnh hơn, cô đơn hơn và nhiều rác hơn. Lớn hơn hết thảy là cái lỗ của mẹ trái đất ngày một to hơn, lỗ thủng tầng ozone. Khi cái lỗ này đủ to và rộng thì chúng ta không còn cảm thấy phê khi cọ sát với nhau nữa. Thay vì phê thì sẽ rất đau rát và nhức do da bị ung thư vì các bức xạ tia cực tím đến từ mặt trời. Ung thư da thì rất dễ để phát hiện và dễ điều trị nếu ta biết được từ sớm. Nếu để nó quá to, chúng sẽ di căn và gần như không thể chữa trị. Ung thư da nó kiểu tương tự như nốt ruồi hay vết tàn nhang nhưng ở những nơi hay tiếp xúc với ánh sáng. Đặc điểm để nhận dạng bọn này là nó không cân trục, chúng mọc không đối xứng, màu thì đậm nhạt không đều. Nếu có vết nứt và rơm máu gây đau rát thì các bạn nên đi khám ở các bệnh viện da liễu càng sớm càng tốt. Tuy là rất dễ để nhận biết nhưng nó lại hay bị nhầm với vài loại bệnh thường gặp khác. Đa số mọi người thì không hề biết có loại ung thư này cho đến khi quá trễ. Hãy kiểm tra bản thân và phổ biến view này đến người thân của bạn trước khi quá muộn.